giả cửa hàng nguy cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cơ xích Estin này. Estin 026 các bác nhá. Máy thì siêu phẩm rồi. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, Made in Germany. Đó, Estin các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp luôn. Đó. Quay tổng thể qua cho các bác xem qua. Con này tích hợp luôn cho các bác là hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Đó, thắng xích, tăng xích, tăng giảm xích thì vặn trực tiếp ở phần lỗ này luôn. Đó, làm xích thì còn to bản nguyên, tháo cho các bác xem qua luôn nhá. Đó, một cây lam thì xích thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Hàng theo máy của nó luôn các bác nhá. Lam là 5 lam 50 phân mặt cắt được 45 phân. Đó. Hàng sưu tầm cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, phần mặt tiền của nó thì quá là ok luôn rồi. Đó, phần bồ quá là xuất sắc luôn các bác nhá. Con này thì đời cao có xả áp luôn nha các bác. Công suất của con này là 48,7cc, làm tròn thì 49cc các bác nhé. Cân nặng đầu máy không là 4,7kg. Đó, 4,7kg. Hệ Estin 026. Đó, cái này là 98,3dB. Là cái này là tiếng nổ của máy các bác nhé. Đó, đấy là tổng thể thông số của máy. Con này tích hợp luôn cho các bác là nắm giật to bản này. Chuẩn zin của nó luôn các bác nhé. Đó, còn logo thương hiệu của Estin đây luôn. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Nói chung là về tổng thể con này thì nhập con này thì đúng là cực kỳ khó luôn các bác nhá. Lâu lâu mới có được một con mà siêu phẩm VIP như thế này luôn. Đó, con này thì xài của nó là xích 325 các bác nhá, xích trung 325. Lam của nó là lam bánh xe. Đó, lam 50 phân, lam bánh xe. Mặt lam thì chưa hề bị tòe đầu hay là bị hỏng hóc gì cả. Có hiện tượng gì hỏng nhá, cây lam thì còn cực kỳ xuất sắc luôn. Đó. Nói chung là về hệ này thì cho các bác nào mà đang có nhu cầu về sưu tầm cũng như là về mà muốn thật sự là bác nào cực kỳ khó tính thì lựa chọn một con này thì cực kỳ hợp lý luôn nhá. Bởi vì con này thì em nghĩ là cũng chiều lòng cho các bác nào mà khó tính nhất. Đó. Nhìn tổng thể cây máy thì cực kỳ VIP luôn rồi. Đó. Quay cho các bác xem qua nhá. Phần tháo phần áo gió. Nhìn qua áo gió thì có xuất sắc không ạ? Máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Dọn rửa thì ok rồi, nằm dọn rửa sạch sẽ leng keng này, không còn chê điểm gì được các bác nhá. Cực kỳ đẹp, tình trạng cái máy móc thì như thiếu thùng luôn các bác nhá. Hệ Estin 026, hàng Made in Germany. Kiếm được mấy con đẹp như thế này rất chi là hiếm các bác nhá. Có tích hợp luôn cho các bác là hàm rồng cho các bác nào mà đang cần hệ mà bổ cây đồ linh tinh. Đấy. Hệ con này là công suất của nó là 48,7cc rồi, làm tròn đến 49cc được luôn các bác nhá. Làm tròn 49cc cho các bác về sử dụng. Đó, công suất thì khá là ok rồi. Mà máy thì lại còn cực kỳ xuất sắc luôn các bác. Cái máy móc này thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Chưa bung chạm máy móc gì cả. Tình trạng máy móc thì còn như mới 99,99% được các bác. Đó. Máy móc thì em đảm bảo cho các bác là chưa có bung chạm máy móc gì luôn. Con này thì em cũng chưa có test nổ qua nữa. Thì nếu mà các bác nào mà ưng ý là muốn test nổ con này thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929. Hoặc là kết bạn các bác nào sử dụng Zalo, kết bạn qua Zalo cho em thì em sẽ gửi video test nổ riêng cho các bác nhé. Đó, và đặt hàng của bên em thì sẽ được kèm cho các bác là một típ mở buji, một chiếc rốt và một tô vít chỉnh. Đó, và máy móc thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Đó, và tặng kèm cho các bác luôn một cái bao lam. Để cho một cái bao lam này nhá. Còn làm bãi về cho các bác bảo vệ phần lam xích này thì nó đỡ bị hỏng hóc cũng như là mắt xích thì đỡ bị cùn các bác nhá. Đó, đời cao cực kỳ, có xả áp này. Có xả áp bên trên luôn. Nói chung hệ này thì cực kỳ xuất sắc luôn rồi. Thì các bác nào mà ưng ý con này thì liên hệ ngay qua cho em, và giá con này thì chỉ cho các bác nào mà thật sự đam mê thôi nhá. Nếu mà con này thì em giá của nó thì không hề rẻ đó, nên là các bác nào mà muốn tham khảo giá thì liên hệ ngay qua cho em. Đó, thì con này thì thật sự mà các bác nào mà đang thật sự đam mê cũng như là tìm cho mình mà tiền bạc không quan trọng thì mới phù hợp với các bác nhá. Bởi vì con này thì giá thì em nhập vào cũng cực kỳ đắt tiền, bởi vì hàng quá là chất lượng mà các bác.
Đấy. Rồi em chào các bác nhé. Hẹn các bác video sau.